Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao thế hệ cán bộ trưởng thành trong hòa bình tiếp tục phát sinh scandal. Ngày 28 tháng 3, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt bình luận quy hoạch nhân sự, kế thừa và hồng phúc đính kèm đại họa. Theo tác giả, cam kết của Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn rằng việc thay đổi chủ tịch nhà nước sẽ không gây ra bất kỳ xáo trộn nào về đường lối đối ngoại và chính sách kinh tế của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính là ví dụ mới nhất, minh họa cho chủ trương sắp đặt nhân sự. Không thân hữu thì cũng là con ông cháu cha, không những tạo ra đại họa mà còn đặt xứ sở dân tộc trước những ẩn họa khó lường khác. Từ quy hoạch nhân sự. Tác giả cho rằng, nếu nghiêm túc thực hiện tôn chỉ của dân, do dân và vì dân, thực sự tôn trọng dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, để dân chúng toàn quyền lựa chọn nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, không khăng khăng giành giữ quy hoạch nhân sự, thì không có chuyện trong vòng một năm phải đổi hai chủ tịch nước. Hình ảnh bài trên blog Trần Văn VOA. Tác giả phân tích, sau 20 năm giành giữ quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối ở miền Bắc và thêm gần 5 thập niên giữ quyền này trên toàn Việt Nam, giới lãnh đạo hệ thống chính trị vẫn lập kế để trao truyền quyền lực cho con cháu của họ. Tác giả dẫn nghị quyết số 26 nghị quyết Trung ương ban hành hồi tháng 5 năm 2018 sau hội nghị thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 biến tham vọng trên thành đường lối và nền tảng xây dựng chính sách. Theo đó, đội ngũ cán bộ phải được xây dựng theo hướng cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới và mở đường cho giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra trưởng thành trong chiến tranh sang lớp cán bộ sinh ra trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Tác giả nhận xét, ông Thưởng được xem là nhân vật đầu tiên đại diện cho lớp cán bộ trưởng thành trong hòa bình, đảm nhận vai trò lãnh đạo cao nhất của hệ thống chính trị Việt Nam. Tuy nhiên, ông Thưởng vẫn không phải là ngoại lệ tích cực. Dù đã được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau, thế hệ con ông cháu cha vẫn chỉ tiếp tục gieo thêm họa. Tác giả đánh giá nghị quyết số 26 nghị quyết Trung ương đã giải đáp một cách rõ ràng cụ thể tại sao các lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ Trung ương đến địa phương thì nhau gửi quý tử, ái nữ đi du học dưới đủ mọi hình thức. Hình ảnh Võ Văn Thưởng người đại diện cho thế hệ trưởng thành trong hòa bình. Và nghị quyết này cũng đã giải thích tại sao những quý tử, ái nữ ấy hăm hở hồi hương, ngay sau đó được tuyển dụng và trở thành người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tác giả nhận định, nghị quyết kể trên không chỉ phô bày bản chất của cái gọi là dân chủ, xã hội chủ nghĩa, mà còn cho thấy tâm địa của những lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam. Thụ hưởng đủ loại lợi ích từ hệ thống vận hành theo kiểu như thế, việc được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau và cọ sát với các xã hội đề cao dân chủ, thượng tôn nhân quyền, dường như chỉ khiến cho các quý tử ái nữ là con ông cháu cha kiên định hơn với toàn trị. Tác giả kết luận sự trung thành với chế độ toàn trị của những con ông cháu cha kể trên không chỉ đơn thuần vì toàn trị loại trừ việc phải nỗ lực không ngừng nghỉ, mà toàn trị còn tạo điều kiện thăng tiến thần tốc, giúp ăn trên ngồi trốc, dễ dàng vinh thân phì gia, đồng thời hứa hẹn có thể chuyển giao danh lợi cho nhiều đời nữa. Đó cũng là lý do tiến trình chuyển giao quyền lực cho thế hệ cán bộ trưởng thành trong hòa bình liên tục phát sinh scandal. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vì sao thế hệ cán bộ trưởng thành trong hòa bình tiếp tục phát sinh scandal? Võ đài chính trị Việt Nam, ai sẽ nhận cúp? Ngày 27 tháng 3, AFA Tiếng Việt đăng tải bài bình luận Võ sĩ nào sẽ nhận đai chủ tịch nước của blogger viết từ Sài Gòn. Theo tác giả, việc chọn người vào vị trí chủ tịch nước đang gặp khó khăn. Tình hình càng lúc càng gay cấn bởi bài toán phản đòn dành cho Tổng Trọng đã lộ diện. Bài toán phản đòn ấy là chẳng có đảng viên nào đủ điều kiện chiếu theo tính liêm khiết của đảng viên, theo tiêu chuẩn của ông Trọng cũng như theo điều lệ đảng. Tác giả cho rằng trong suốt tiến trình mở cửa nhưng lựa chọn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đảng đã trao cho các đảng viên của mình cái quyền ghê gớm nhất, quyền nhận hối lộ. Tác giả nhận xét, đảng viên lãnh đạo chỉ đường cho doanh nghiệp xâu xé tài sản quốc dân, gồm đất đai, khoáng sản.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm khai thác, phân chia và tìm thị trường. Xã hội đen chịu trách nhiệm trấn áp, răn đe, hành hung những người dân thấp cổ bé họng để tạo ra không gian hoạt động tốt nhất cho nhóm lợi ích. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tác giả đánh giá cái liên minh ma quỷ có chất tam hoàng này nhanh chóng tạo ra thế lực ngầm và tội ác. Cũng chính cái liên minh này tạo ra diện mạo đầy thực dụng và máu lạnh trong mọi lĩnh vực. Đồng tiền nhảy lên vũ đài chính trị, đồng tiền che mờ lương tri, đồng tiền phủ kín công lý. Mọi thứ trở nên náo loạn, nháo nhào và bất trị, không thể vãn hồi. Và một khi cái liên minh này cạnh tranh phe nhóm thì sân khấu chính trị nhanh chóng biến thành võ đài. Ở đó các phe phái, các nhóm lợi ích không ngần ngại thách đấu nhau đến đổ máu, hạ knock out nhau và thậm chí đoạt mạng nhau bằng những đòn chí tử. Tác giả thử bình chọn các võ sĩ trong vòng chung kết, xem ai có thể đoạt cúp vô địch chủ tịch nước sắp tới. Tác giả cho hay, võ sĩ Vương Đình Huệ là một võ sĩ nặng ký, có lối đánh nhịp nhàng, điềm đạm, nội lực tốt, bề dày thượng đài tương đối tốt. Thế nhưng, bị lộ điểm hở, điểm yếu, đó là vụ lùm xùm về hai đứa con của ca sĩ Hương Tràm. Thực hư thế nào thì chưa rõ, nhưng chắc chắn Ban Bí Thư và Bộ Công an sẽ để ý, thậm chí vào cuộc tìm hiểu. Khó đấy, cúp chủ tịch nước có vẻ còn lâu mới chạm tay võ sĩ Huệ. Tác giả nhận định, võ sĩ Tô Lâm là võ sĩ nặng ký nhất hiện nay, sau khi hạ knock out hàng loạt các võ sĩ khác một cách ngoạn mục và đẹp mắt. Cú há mồm đớp miếng bò giác vàng trị giá ngàn đô la chẳng khác nào một cú đá hạ bộ và bị trọng tài rút thẻ vàng, trừ toàn bộ điểm thi đấu, thậm chí cấm đấu trận sau. Vẫn theo tác giả, sau khi ông Thưởng bị knock out, sân khấu tranh đai vô địch dành cho Lâm và Huệ. Hình ảnh võ sĩ Tô Lâm và võ sĩ Vương Đình Huệ. Lâm bị lỗi thẻ vàng miếng bò giác vàng, Huệ bị lỗi kỹ thuật dính tới tai tiếng doping gái. Và khi vụ này bị đưa ra ánh sáng thì coi như ngửa bụng, knock out. Bây giờ nếu không chọn Lâm thì hoặc là Nguyễn Phú Trọng lại nhận đai vô địch chủ tịch nước một lần nữa, hoặc là đưa một võ sĩ Hạng Long lên nhận đai cúp vô địch chủ tịch nước. Tác giả bình luận, vụ này nghe có vẻ khó vì đưa võ sĩ Hạng Long lên nhận đai thì cả võ sĩ Lâm và Huệ cùng đồng môn, môn đệ sẽ coi cái sàn đấu kia chả ra gì, sẽ tìm cách lật bỏ võ đài vì nó bắt đầu nhảm nhí. Có thể nói lần này cơ hội nắm cúp vô địch, nhận đai vô địch của võ sĩ Tô Lâm quá cao. Người ta hoặc là sẽ chấp nhận bỏ qua cái thẻ vàng của võ sĩ này để trao đai. Và đương nhiên, việc chấp nhận tiền lệ này sẽ thay đổi rất nhiều trong tương lai về các quy chế thi đấu của sàn đấu chống tham nhũng và sàn đấu chính trị Việt Nam. Tác giả kết luận chưa bao giờ luật lệ cũng giống như quy chế thi đấu võ đài trong sàn đài chính trị Việt Nam lại rơi vào thế cù cưng như lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Võ đài chính trị Việt Nam, ai sẽ nhận cúp? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d